Xin chào các bạn trẻ. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn trẻ một cái kế hoạch mua nhà. Hôm trước thì mình có ngồi cùng với một chú em bảo là không biết đất cát giá cửa giá cả nhà cửa dạo nó quá đắt như này, với cái mức lương của em thì không biết đến bao giờ em mới mua được nhà. Thì mình có nói là thế em đã có kế hoạch mua nhà chưa, thì chú em mình bảo là mức lương của em tổng cả hai vợ chồng mới thu được có 30 triệu thì làm đến bao giờ em mới mua được nhà. Thế vậy thì mình mới vạch ra một cái kế hoạch để mình hướng dẫn cho tất cả các bạn trẻ. Lương 30 triệu là quá mua được nhà, nhưng chúng ta phải có một cái kế hoạch chi tiêu. Đấy, thì mình mới hỏi chú em mình là em thu nhập được bao nhiêu, thì chú em nói là em thu nhập được 20 triệu, vợ 10 triệu. Đấy, thế thì mình bảo thế thì chú phải lên kế hoạch cho anh là 5 năm. 5 năm. Thế thì chú thu hoạch được tổng gia đình của chú là 30 triệu. Thế vậy thì chú phải kế hoạch là mỗi một tháng chú sẽ phân ra làm hai khoản. Khoản thứ nhất là chi tiêu trong gia đình là 15 triệu. Đấy. 15 triệu này hai vợ chồng trẻ nhà ở chung với bố mẹ đã không mất tiền. Đấy. Thế con cái rồi hắt hơi sổ mũi chỉ được phép chi tiêu trong mức độ 15 triệu. Còn lại 15 triệu, mỗi một tháng cái tiền 15 triệu bất di bất dịch không được chi tiêu mà sẽ phải gửi vào ngân hàng để cho sinh lời. Đấy, được sinh lời rất nhỏ nhưng đó là một cái kế hoạch chi tiền không được tiêu, chi vào đó không được tiêu. Thế vậy thì một tháng được 15 triệu, đúng không ạ? Một năm chúng ta đã tiết kiệm được 180 triệu, đúng không ạ? Hai năm chúng ta sẽ tiết kiệm được là 360 triệu. Vậy 360 triệu này chúng ta trong vòng kế hoạch 2 năm chúng ta sẽ mua một mảnh đất ở quê, đúng không? Khi mua đất ở quê nó đã sinh lời. Một năm giá trị của đất ít nhất nó sẽ tăng cho các bạn trẻ là 12% là ít hơn lãi suất ngân hàng rất nhiều. Vậy đúng không ạ? Thế còn lại trong 3 năm tiếp theo chúng ta vẫn kế hoạch tiếp. Thế thì không có một cái ngành nào mà lãi ngay trong giấc ngủ như những bất động sản. Vì giá trị đất bất động sản một năm nó sẽ tăng trong vòng 12% là ít nhất. Còn chưa tính vào những cái lúc thời điểm nó sẽ tăng rất là nhiều, 20%, 30% có thể, 50% có thể. Đấy, cho nên là đấy là một cái kế hoạch các bạn trẻ nhá. Thì các bạn trẻ nên cố gắng trong vòng 2 năm đã 360 triệu mua mảnh đất ở quê, và còn 3 thời gian 3 năm tiếp, mỗi 1 năm chúng ta tiết kiệm 180 triệu. Thế vậy 3 năm tiếp theo tổng vị trí chúng ta đã gọi là tiết kiệm được là 540 triệu. Vậy tại sao mà 540 triệu chúng ta lại không mua được bất động sản, không mua được nhà, đúng không? Đấy, trong khi đó cái tài sản của cái đất ở quê chúng ta đã bán đi, đúng không? Chúng ta bán đi thì chúng ta đã như thế là sinh lời rồi. Thế vậy thì 540 triệu và cộng thêm cái giá trị của cái mảnh đất ở quê chúng ta bán đi thì cũng phải chúng ta đã mua được nhà chưa? Đó, cho nên là tất cả chúng ta phải có một cái kế hoạch chi tiêu. Thế thì hôm nay tôi giới thiệu như thế để cho tất cả các cái bạn trẻ biết. Nói thật sự với các bạn trẻ là tôi cũng là một người xuất phát từ điểm không. Nhưng chúng ta phải có cái kế hoạch. Tất cả chúng ta những cái bạn trẻ không có gia đình giàu có, bố mẹ không có, gia đình không có, thì chúng ta phải có một cái kế hoạch thì chúng ta mới mua được nhà, mới có kế hoạch được. Đấy, thì hôm nay mình lên đây mình chia sẻ để hướng dẫn cho tất cả các bạn trẻ có một cái kế hoạch chi tiêu thì mới mua được nhà. Rồi, xin chúc tất cả các bạn trẻ có một sức khỏe dồi dào và có một cái kế hoạch lâu dài để chúng ta mua nhà nha. Xin chào và chúc tất cả các bạn nha. Cố gắng. Rồi.